Vừa qua, tại triển lãm quốc tế chuyên ngành bê tông xi măng tại Việt Nam năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn Orin Wealth đã gây ấn tượng với khách tham quan bởi các sản phẩm dịch vụ chất lượng trong lĩnh vực cung ứng vật liệu xây dựng. Được biết, Orin Wealth là đơn vị ký kết hợp đồng xử lý tro sỉ với khối lượng lớn nhất tại trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân với hơn 1 triệu tấn tro sỉ mỗi năm. Tro sỉ nhiệt điện từng là bài toán hóc búa đối với các nhà máy nhiệt điện đốt than trong công tác xử lý rác thải công nghiệp. Nay đã được công ty Orin Wealth thu gom và đưa đi tái chế sử dụng làm phụ gia xi măng, làm gạch và xuất khẩu. Việc đưa tro sỉ nhiệt điện làm xi măng, bê tông, vữa xây đã phát huy tốt vai trò trong nền kinh tế tuần hoàn không rác thải, bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần giảm giá thành vật liệu xây dựng, làm tăng sức cạnh tranh của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Orin Wealth đến với triển lãm kỳ này thì hiện nay chúng tôi đang là một đơn vị tiêu thụ, vận chuyển, xử lý và tiêu thụ cái tro bay cho nhiệt điện Vĩnh Tân, nhiệt điện Duyên Hải, và tổng khối lượng hàng năm chúng tôi làm khoảng 1 triệu tấn. Và hiện nay các cái sản phẩm của chúng tôi đã được đưa vào các nhà máy xi măng giống như là Vsem Hà Tiên, xi măng Inc, xi măng Tây Đô, xi măng Hamaco, xi măng Nghi Sơn. Đó là những cái khách hàng của chúng tôi, và chúng tôi tái chế cái nguồn tro bay này để trở thành một cái loại phụ gia xi măng và phục vụ ngược lại cho cái ngành xây dựng của Việt Nam. Để xứng đáng với danh hiệu top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2021, Orin Wealth đã và đang không ngừng nỗ lực trau dồi kinh nghiệm, tập trung nâng cao trình độ, nguồn nhân lực để làm chủ các công nghệ sản xuất tiên tiến, mang đến nhiều sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, từ đó từng bước hướng đến giai đoạn hội nhập trong thời kỳ công nghiệp 4.0.